Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 3 vở ô ly. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 96 luyện tập. Bài số 1, điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. Về so sánh. Trước tiên chúng ta xuống so sánh thì chúng ta phải xem số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Chúng ta xem số này coi bao nhiêu chữ số này. 1 2 3 4, bên này là 1 2 3 4, vậy là hai bên này là bằng nhau, bằng nhau là 4 chữ số, bên kia cũng 4 chữ số. Như vậy nếu như bằng nhau thì chúng ta tiếp tục, chúng ta là so sánh cái số, cái hàng lớn nhất. Cái hàng lớn nhất ở đây là hàng nghìn, 8, bên này là 8, bên này là 9. Như vậy số 9 nó lớn hơn số 8, cho nên dẫn tới là con số là 9889 này nó sẽ lớn hơn là 8998. Hai số này 4 chữ số, bên này cũng 4 chữ số. Số 4 bằng nhau. Tiếp tục chúng ta so sánh với hàng trăm, 77. Hàng chục là 2, hàng chục là 8. Như vậy số 8 lớn hơn. Bên này thì chúng ta phải cộng. Chúng ta cộng này lại là bằng là 9009. Như vậy bên này là 9009, bên này cũng 9009, nó theo thứ tự. Và nó giống nhau, số nó giống nhau thì bằng nhau. Bài bên này thì chúng ta phải đổi ra hai đơn vị khác nhau. Bây giờ đơn vị này là đơn vị mấy, còn đơn vị là km. Thường thường chúng ta sẽ lấy đơn vị lớn chúng ta đổi ra đơn vị nhỏ. Có nghĩa là đơn vị chúng ta giữ nguyên. Còn đơn vị này chúng ta sẽ đổi ra. 1 km thì chúng ta sẽ đổi ra được 1.000 mấy. 1.000 mấy. Bên này 1.000 mấy, bên kia 1.000 mấy, vậy bằng nhau. Đây là một đơn vị là gam và đây là kg. Cái này chúng ta cũng tương tự vậy, ta giữ đơn vị nhỏ, ta lấy đơn vị lớn này, ta đổi ra đơn vị nhỏ, ta đổi ra gam. Vậy là bằng 2.000 gam. Nè, 2.000 gam. 2.000 gam bên này là 4 chữ số, bên này là cũng 4 chữ số. Hàng nghìn là 1, hàng nghìn bên này là 2, số 2 lớn hơn số 1. Cho nên là bài này lớn hơn. Bài này thì chúng ta sẽ có là phút và giờ. Như vậy chúng ta giữ nguyên phút ha. Bài này chúng ta giữ nguyên phút. Phút này chúng ta cũng giữ nguyên. Cái giờ này chúng ta sẽ đổi ra phút. Rồi ta cộng với cái này. 1 giờ là bằng 60 phút. 60 phút ta cộng với lại 25 phút. Như vậy bằng 85. 1 giờ này chúng ta sẽ đổi ra phút là bằng 60 phút. Ta cộng với 25 phút này nữa là 60, ta cộng 25 thì là 85. Bên này có 80 rồi. Nè, 85 phút rồi. Nè. Cộng với cái này luôn đó nha. Là 85. Bên này 80, bên này lớn hơn. Bài số 2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Câu A. Bên này giờ chúng ta trước tiên chúng ta xem, bên này có số này có 4 chữ số. Số này cũng có 4 chữ số. Số này cũng có 4 chữ số. Như vậy chúng ta sẽ so sánh các hàng nghìn trước. Đây 3, đây 3 và đây 4. Như vậy con số này là con số lớn nhất. Hàng nghìn là 4 là lớn nhất. Rồi bên này là hai con số này. Như vậy chỗ này là tiếp theo là con 8, đây là con 9, như vậy con 8 nhỏ hơn. Từ nhỏ đến lớn như vậy là theo thứ tự luôn đây rồi. Người ta họ cho cái điền nhưng mà vô tình nó là theo thứ tự luôn. Là 3 8 7 0. Thế là 3 9 0 0. Rồi 4 3 0. Bài B. Đây là 4 chữ số hết. Chúng ta so sánh cái hàng nghìn. Đây 1, đây 2, 2, 2. Như vậy con số 1 là số nhỏ nhất. Chúng ta ghi đầu tiên 1, 9, 9, 9. Rồi tới số 2, 2 hàng nghìn. Hàng nghìn 2, 2, 2. Số đó tiếp theo là hàng trăm là 0 0 1. Như vậy số này là số lớn nhất rồi. Vậy còn là hai con này chúng ta xem số nào là số nhỏ hơn. Đây là 0 0. Tiếp theo đây 9, này 2. Vậy số này là số nhỏ, 2 0 0 2. Rồi vậy là tiếp theo là 2 0 0 9. Và cuối cùng là 2 1 0 2. Bài này 4 chữ số, 4 chữ số, đây đều 4 chữ số hết.
4 4 4 4 à, nhưng mà chúng tôi chưa phân biệt được số nào nhỏ. À, đây là 3 1 7 3. Đây số 1. Số 1 số nhỏ nhất là 4 1 7 3. À, số này xong. Rồi chúng ta kiểm tra lại 3 7 3 và số này số lớn nhất này, còn là hai con này. À, 3 3. Bên này là 7. Bên này là hàng chục là 7, hàng chục này là 3, số này. 4 3 3 7. Rồi số này xong. À, số này. 4 3 7 1. Số này xong luôn, rồi còn lại số này. Cuối cùng là 4 7 3 3. Bài số 3. Số lớn nhất có 3 chữ số là. Số lớn nhất có 3 chữ số là 9 9 9. Số bé nhất có 4 chữ số là. 4 chữ số là 1 3 chữ 0 là 1.000. Số lớn nhất có 4 chữ số là. 4 chữ số là 9 9 9 9. 4 số 9. Bài số 4. Từ 4 số, 4 chữ số là 0, 4, 6, 8. Hãy viết các số có 4 chữ số khác nhau lớn hơn là 4.680 và nhỏ hơn là 6.480. Vậy chúng ta phải làm nháp ở ngoài trước ha. Làm nháp. Rồi, thầy làm nháp. Ngay chỗ này chúng ta nhận xét này, chúng ta thấy này. Đây là 0, con 4, con 6 và con 8. Thì viết mà viết số có 4 chữ số thì con số 0 không được đứng đầu tiên. Nếu như đứng đầu tiên thì nó trở thành là số có 3 chữ số, được không? Cho nên con số 0 không được đứng đầu tiên. Và chỉ còn lại là ba con số được đứng đầu tiên là con số 4, con số 6 và con số 8. Nè. Rồi tiếp theo nè thầy. Trước tiên thầy sẽ chọn con số 4. Vì lý do là con số 0 không đứng đầu tiên, cho nên trong 4 con này là ngoại trừ số 0 ra thì con số 4 là con số nhỏ. Số 4 là tới là con thầy sẽ chọn con số nhỏ. Trong này là lấy con 4 rồi đúng không? Rồi còn con 0. Rồi con 6, rồi con 8. Rồi tiếp theo, thầy sẽ giữ nguyên con 4. À, thầy giữ nguyên con 0 và ta đảo lại con 6 và con 8. 6 với con 8 là con 8 6. Nào, nên là 68 này thay đổi là 86. Rồi tiếp theo, ta vẫn giữ im con số này là 4 0. À, ta đẩy đẩy con số 0 vô giữa con số 8 và số 6. Nào, số 0 thì đẩy vô giữa. Nào, thì đẩy vô giữa. Rồi, tiếp theo thì thầy đảo con 8 ra con 6, con 6 ra con 8. 4 8 0 và 6. À. Rồi tiếp theo. Con số này thầy đảo thầy đẩy con số 0 này ra phía sau. 4 6 8 0 ra phía sau. Và số này thì thầy đảo con 8 6. 68 thành là 86. Không. Rồi như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một con số 4 đứng đầu tiên, nó trở thành nó được là 6 con. Nè. Rồi chúng ta viết tiếp, rồi chúng ta lét nữa, chúng ta lọc ra. Lọc ra là chỗ này người ta yêu cầu là từ là 4 lớn hơn là 4.680 và nhỏ hơn chỗ này. Và trước tiên thì chúng ta viết hết ra rồi chúng ta lọc bỏ ra. Nè. Tiếp theo là thầy con số 4 là tới con 6 đúng không? Con 6. 6 là tới là con số nhỏ, nè, con số nhỏ. Nhỏ là con số 0. Rồi tới con số 4 và con số 8. Rồi. Vậy vẫn giữ nguyên là con 6 và con 0 là thầy đảo lại. À, con 48 thì thành con 84. À. Rồi, thầy giữ con số này, vẫn giữ như thế này mà nhưng mà thầy đẩy con số 0 vô giữa. À. Như vậy là 6 nè. Rồi là đã vô giữa thành ra là con 4 và con 0 bằng 8. À. Rồi tới đây thì thầy đảo ngược lại. 4 8 6 chứ.
6804 nha. Rồi số này thầy đổi đẩy không số 0 gì cuối, 6 này 4 này 80. Rồi tương tự là 6 8 4 0. Rồi như vậy là hết con số 6 đứng đầu tiên, chúng ta tiếp tục con số 8. Số 8 rồi số 0 nhỏ, rồi số 4 rồi số 6. Là sắp xếp theo thứ tự là từ nhỏ tới lớn. Ngoại trừ con số 8. Tới đây là tới lượt con số 8 là đứng đầu tiên. Lượt đầu tiên là con số 4 đứng đầu tiên này, được 6 con. Lượt thứ hai là con số 6 đứng đầu tiên thì cũng được 6 con. Tiếp theo là lượt con số 8 đứng đầu tiên, chắc chắn nó cũng được 6 con. Rồi cái này là 80 và thầy đảo con 46 thành là số 4. Rồi tiếp theo thì thầy đẩy con số 0 vô giữa, đẩy số 0 vô giữa, lấy con đầu tiên này đẩy số 0 vô giữa này, 8 và 406. Rồi thầy đảo con số 6 thành ra số 4, 8604. Rồi tiếp theo là thầy đẩy con số 0 ra cuối cùng, lấy con đầu tiên này đẩy số 0 ra cuối cùng này, 8460. Và đảo con số 6 và số 4 này đảo lại, 8640. Rồi như vậy là hàng dưới cũng là có 6 con. Rồi người ta yêu cầu là chúng ta sẽ chọn từ lớn hơn là 4680. Rồi 4000. Vậy con này là nhỏ nè, này là 40, con này là 46. Rồi thầy chỉ lấy hai con đầu tiên thôi. Này là 46, này 40, vậy con này bỏ, không nhận. Cái này cũng 40 là bỏ, không nhận. Đó. Đây con 4680 so với con này. Vậy con này nó vẫn lớn hơn con này. Mà người ta yêu cầu phải lớn hơn con số này nha. Như vậy con này là chúng ta coi như bỏ. Con này lấy nè. Lấy nè. Rồi. Rồi lớn hơn con con này, như vậy là con này không được. Nó phải lớn hơn. Con này con không lấy được. Con này lấy được nè. Dạ. Rồi tiếp theo. Phải nhỏ hơn con 6480. Như vậy cái hàng 8 này coi như là bỏ hết. Nè, hàng 8 này coi như là bỏ hết. Được rồi, hàng 8 này coi như bỏ hết. Rồi chúng ta lập tiếp con này ra. Rồi nhỏ hơn là 648. Này lái nè. Cái này lái nè. Cái này lái nè. Cái này lái được nè. Cái này không được. Này là 64, này 68. Này không được. Này 6480. Cái này là không được. Tại vì nó bằng luôn rồi. Bằng không được. Cái này là này 68, này 64 không được. Cái này bỏ. Rồi tóm lại là được bao nhiêu con này? 1 con, 2 con. Rồi 3 con, 4 con. 6408 vẫn nhỏ hơn số này. 5 con. Rồi chỉ còn có 5 con. Rồi viết lại ha. Đó là 4806. Rồi 4860. Rồi 6048, 6084. Rồi 6408. Đấy, được mấy con đó. Chúng ta qua bài số 5. Giá trị thích hợp của Y để Y là số có 4 chữ số để thỏa mãn Y cộng 1000 bé hơn là 2005 là. Rồi như vậy ngay chỗ này chúng ta thấy nè, Y là số có 4 chữ số thì Y ít nhất nó phải là 1000, được không?
y là số nhỏ nhất là nó phải là 1.000. Giả sử như chúng ta thầy ghi lại cái đề y cộng cho 1.000 bé hơn 2.000. Đó. Như vậy ngay trên này là y ít nhất nó phải là 1.000, tại vì y là số có bao nhiêu số. Đó. Y là bằng 1.000 này. Đó. 1.000 ta cộng với 1.000 này là bằng 2.000. Đó. Vẫn nhỏ hơn. Vẫn nhỏ hơn 2.000 à 0.05. Rồi, y tiếp theo là bằng 1.000 lên 1. 1.001 ta cộng với lại cái này là bằng là bao nhiêu đây? Thằng ngay cái này là chúng ta sẽ có là 1.000 này. Cộng với 1.000 này nha. Bằng 2.000. Dạ, 2.000. 2.000 nó cũng vẫn nhỏ hơn là 2.005. Dạ. Rồi tiếp theo là y là bằng 1.001 cộng với lại cái 1.000 này này, 1.000 bản thân nó có này. Như vậy là bằng 2.001, vẫn nhỏ hơn 2.005. Dạ. Rồi, và tiếp theo là y là bằng là 1.002. Như vậy là 1.002 ta cộng với lại 1.000. 1.000 là 1.000 này nha ha, 1.000 này này. Bằng bao nhiêu đây? 2.002 nó vẫn nhỏ hơn là 2.005. Nha. Và tiếp theo là y là 1.003. Như là 1.003 cộng với lại 1.000 bằng là 2.003, vẫn nhỏ hơn 2.055. Như vậy một y nữa, y là bằng 1.004. Vậy là 1.004 ta cộng với lại 1.000 là bằng là 2.004, nhỏ hơn 2.005. Nếu ta chọn y là 1.005 nữa thì chúng ta cộng vô đây thì nó lại nó bằng với con số này. Nó bằng. Thầy thử lấy một cái nữa ha. Y là bằng 1005. 1005 chúng ta cộng với lại là 1.000. Bằng là gì? 2005. 2005 nó bằng với lại 2005 rồi. Được không? Như vậy không được. Cái này không được. Chúng ta chỉ có là từ đây tới đây. Như vậy là y là từ số 1.000 tới 1.004. Được chưa? Rồi, chúng ta viết lại đây là 1.000 là 1.001, 1.002, 1.003 và 1.004. Và y nhận 5 giá trị 1, 2, 3, 4, 5. Bài số 6. Cho hình vuông có cạnh là 245 cm, tính chu vi hình vuông đó. Công thức tính chu vi của hình vuông là P. P là bằng là cạnh ta nhân với lại 4. Được không? Đó là công thức tính chu vi hình vuông. Ta lấy cạnh ta nhân với 4. Đây là người ta đã cho cạnh rồi. Và yêu cầu tính chu vi thì chúng ta dạy đơn giản thôi. Chu vi hình vuông là ta lấy người ta họ cho là 245 ta nhân với 4, 54 20 không nhớ 2 có 16 18 8 ta nhớ 1 89 này là cm. Chu vi là cm nha, diện tích mới là mét vuông nha. Đáp số 980 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ là cái kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.